Rất nhiều người phụ nữ luôn mong muốn được hoàn thành thiên chức làm mẹ cao cả. Tuy nhiên, vì một vài lý do, điều đó lại khiến họ đối mặt với nguy hiểm. Câu chuyện về một bà mẹ người Trung Quốc dưới đây là một ví dụ điển hình. Cô tên là Ban Li Xuan, sinh ra trong một gia đình ở Hồ Bắc Trung Quốc. Cô chỉ cao vỏn vẹn 90cm. Vì không thể chịu nổi sự trêu chọc từ bạn bè, nên cô đã bỏ học. Có khiếm khuyết về cơ thể, trình độ học vấn thấp, Ban Li Xuan đã rất khó khăn để tìm việc ngoài xã hội. May mắn thay, cô nhận được vào một đoàn kịch khuyết tật. Đây cũng là nơi giúp cô gặp được người chồng hiện tại. Chồng của cô là Marilyn, cũng là người có hoàn cảnh đặc biệt. Sau cuộc tai nạn lúc nhỏ, anh bị bỏng rộng trên mặt. Nhờ điều trị cẩn thận mà đã khắc phục được một phần. Kết hôn được một năm, cô đề cập chuyện sinh con cho chồng. Nhưng bác sĩ khuyên rằng cô không nên mạo hiểm vì có thể đứa con sẽ mang bệnh di truyền. Hơn hết là thể trạng cô cũng không đáp ứng được. Song cô vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ làm mẹ, vun vén tổ ấm nhỏ. Cô cho rằng bản thân đã trải qua nhiều khó khăn trong quá khứ, nên tin chắc rằng mình cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua điều này. Cuối cùng, cô cũng đã sinh cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. Thế nhưng sau đó không lâu, bác sĩ lại thở dài cho rằng đứa trẻ bị bệnh giòn xương bẩm sinh và không thể chữa trị. Câu chuyện về người phụ nữ cao 90cm mạo hiểm sinh con đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người băn khoăn rằng việc cô cố chấp chưa hẳn đúng đắn. Song cũng có ý kiến tán thành vì ước mơ làm mẹ của Ban Li Xuan không phải là sai. Còn bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình nhé!